Bắc Giang đã có 2.092 ca nhiễm, phát hiện 503 người có tờ khai y tế bất thường. Nữ sinh nhiễm Covid-19 về thăm nhà, nhiều khu vực ở Bình Dương bị phong tỏa. Thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Nhiều tỉnh dừng xe khách đến thành phố Hồ Chí Minh. Giả mạo đội phản ứng nhanh bệnh viện trợ rẫy kêu gọi ủng hộ Bắc Giang. Đi làm về, bố mẹ đau đớn phát hiện hai con nhỏ tử vong dưới ao mới đào hơn 4.000 công nhân đi làm trở lại trong các khu công nghiệp ở Bắc Giang. Hải cầu quý hiếm bất ngờ xuất hiện ở biển Quảng Nam. Quý vị đang theo dõi mục điểm tin trong nước ngày 30 tháng 5 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Sáng nay 30 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang cho biết đến 17 giờ 30 phút ngày 29 tháng 5, trên địa bàn tỉnh có 3 ổ dịch COVID-19. Tổng số trường hợp F0 ca dương tính S-COV2 là 2092 trường hợp, tăng 170 trường hợp. F1 là 15.863 trường hợp, tăng 780 trường hợp. F2 là 65.850 trường hợp, tăng 1723 trường hợp. Dự báo trong những ngày tới, số lượng ca F0 vẫn tiếp tục tăng do hiện nay đang tiến hành xét nghiệm lần 3 và lần 4 đối với các khu vực đối tượng có nguy cơ nhiễm cao, công nhân của công ty Hosiden Việt Nam, công nhân và người dân tại các thôn núi Hiểu, Tam Tầng và Trung Đồng là những nơi có số lượng ca F0 cao. Qua kết quả test nhanh, số lượng công nhân bị phơi nhiễm cao, số lượng mẫu đang chạy khẳng định PCR còn lớn. Tuy nhiên, các trường hợp F0 mới phát hiện chủ yếu đã được cách ly theo dõi y tế trong vùng phong tỏa. Toàn tỉnh đã lấy được 716.773 mẫu, riêng trong ngày 29 tháng 5 đã lấy thêm được 22.703 mẫu, đã chạy được 704.773 mẫu. Không còn mẫu tồn trong ngày. Trong ngày cũng thực hiện test nhanh cho 3.415 trường hợp, phát hiện 11 trường hợp dương tính. Trong ngày 29 tháng 5, Tổ giám sát thông tin trên tờ khai y tế theo phần mềm của Bộ Y tế đã gọi cho 503 người có tờ khai y tế bất thường, trong đó có 15 trường hợp F1 qua gọi điện, tổ đã hỏi các thông tin trên tờ khai y tế và đưa ra các hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch phù hợp với từng trường hợp. Tổ công tác của tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thẩm tra điều kiện và hướng dẫn quy trình sản xuất an toàn cho 15 doanh nghiệp, khoảng 14.000 lao động để sẵn sàng hoạt động trở lại. Thưa quý vị, trao đổi với báo Việt Vietnamnet vào sáng nay 30 tháng 5, chủ tịch thành phố Tuận An, ông Nguyễn Thanh Tâm cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành khoanh vùng, cách ly nhiều khu vực tại một khu phố thuộc phường Bình Chuẩn. Đây là các khu vực có liên quan đến một trường hợp nhiễm COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh về thăm nhà tại tỉnh Bình Dương từ ngày 15 đến 23 tháng 5. Theo điều tra dịch tễ, trường hợp này là NT, sinh năm 2001, sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại thành phố Hồ Chí Minh, làm chung với một trường hợp mắc COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 5, T về thăm nhà tại phường Bình Chuẩn, đến ngày 23 tháng 5 thì quay lại thành phố Hồ Chí Minh, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian ở Bình Dương, có 8 người trong gia đình tiếp xúc gần với hai trường hợp này. Tất cả đã được ngành y tế đưa đi cách ly tập trung để theo dõi sức khỏe. Ngoài ra, hàng chục người là F2 và F3 liên quan đều được hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa ở đầu các tuyến hẻm, không cho người dân ra ngoài. Đến thời điểm này, Bình Dương có 3 khu vực chính bị phong tỏa tại thành phố Di An và thành phố Thuận An. Các trường hợp nghi nhiễm đều ngụ và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Riêng một trường hợp là người đàn ông Trung Quốc, bệnh nhân 2585 được ghi nhận là ca bệnh của tỉnh. Đồng ý đề xuất rời kỳ thi lớp 10 đến khi có thông báo mới được Sở Giáo dục Đào tạo đưa ra tại cuộc họp khẩn về phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay 30 tháng 5. Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh năm nay diễn ra ngày 2 và 3 tháng 6, ngày 1 tháng 6 thí sinh làm thủ tục dự thi. Để phòng dịch, Sở Giáo dục Đào tạo đã yêu cầu tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh phải khai báo y tế vào từng ngày trong kỳ thi. 2.500 cán bộ, giáo viên và nhân viên cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 để phục vụ công tác coi thi. Riêng những cán bộ, giáo viên và nhân viên phục vụ trong hội đồng chấm thi tuyển sinh lớp 10 sẽ được xét nghiệm COVID-19 vào đợt 2. Theo số liệu của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay có 83.324 thí sinh dự thi vào lớp 10, trong đó có 75.854 thí sinh dự thi lớp 10 thường, 6.485 thí sinh dự thi lớp 10 chuyên và 985 thí sinh dự thi lớp 10 tích hợp. Thưa quý vị, trước diễn biến còn phức tạp của các chuỗi lây nhiễm COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng đã cho dừng toàn bộ các loại xe vận chuyển hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh vào tỉnh Lâm Đồng từ 0 giờ ngày 30 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới. Tương tự, tỉnh Bình Thuận dừng các tuyến xe khách cố định đến thành phố Hồ Chí Minh kể từ 0 giờ ngày 29 tháng 5. Tỉnh Long An cho ngưng hoạt động các tuyến vận tải hành khách theo hình thức xe tuyến cố định và xe buýt đi đến địa bàn tỉnh. Tiền Giang cũng đã dừng hoạt động vận tải hành khách đến Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh, địa bàn có ca nhiễm đầu tiên từ nguồn lây của Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, cũng đã lập 4 chốt phòng dịch tại các cửa ngõ nối thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương và Bình Phước. Trong khi đó, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đã ký công văn hỏa tốc áp dụng biện pháp cách ly tại nhà 21 ngày đối với tất cả những người từ thành phố Hồ Chí Minh đến Quảng Ngãi, bắt đầu từ 0 giờ ngày 30 tháng 5, trừ các trường hợp cách ly khác theo hướng dẫn của ngành y tế. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 5, Bệnh viện Trợ Rẫy có thông báo khẩn về việc hiện nay trên các trang mạng xã hội đang xuất hiện một số lời kêu gọi vận động hỗ trợ cho Bắc Giang cũng như cho đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Trợ Rẫy. Theo đó, trên Facebook đang lan truyền lời kêu gọi xuất phát từ một người sử dụng Facebook có tên N mà thông tin khai báo là ở thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung kêu gọi mọi người hỗ trợ cho đồng bào ở tỉnh Bắc Giang và các chiến sĩ áo trắng đang thiếu thốn trang thiết bị bảo hộ và vật tư y tế để chống dịch. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Tri Thức, giám đốc bệnh viện Trợ Rẫy khẳng định, đội phản ứng nhanh của bệnh viện Trợ Rẫy không có bất kỳ hoạt động kêu gọi ủng hộ nào trên các trang mạng xã hội. Mọi hoạt động sử dụng hình ảnh và thông tin của đội phản ứng nhanh bệnh viện Trợ Rẫy để kêu gọi đều không phải là chủ trương của ban lãnh đạo bệnh viện Trợ Rẫy cũng như các thành viên trong đội phản ứng nhanh. Đi làm đồng về, bố mẹ đau đớn khi phát hiện hai đứa con nhỏ, một cháu 6 tuổi, một cháu 3 tuổi bị đuối nước dưới ao nước mới đào sau nhà. Cụ thể, vào chiều 29 tháng 5, anh HVH, sinh năm 1985, trú tại thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, đi thả ống trúng bắt lươn, còn vợ là chị PTL, sinh năm 1995 đi làm đồng. Trong lúc bố mẹ đi vắng, hai chị em ruột là HTML 6 tuổi và HTH 3 tuổi ở nhà chơi với nhau. Đến khoảng 18 giờ chiều cùng ngày, bố mẹ đi làm về không thấy con đâu, gọi mãi không được nên hô hoán người đi tìm một lúc sau vợ chồng anh Hát bàng hoàng phát hiện thi thể hai cháu dưới ao nước sau nhà. Được biết, ao trong vườn gia đình anh Hát mới đào cách đây chưa lâu, có diện tích 300m2 với mực nước khá sâu. Thưa quý vị, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang vừa cấp giấy phép hoạt động trở lại cho 9 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Việt Yên gồm Vân Trung, Đình Trám và Quang Châu. Tổng số lao động đi làm trở lại của 9 công ty này là 4.056 công nhân, trong đó số lượng lớn nhất gồm công ty New Wing 1294 công nhân, Phu 1.295 công nhân, C-Flex 500 công nhân và Phu Yu 343 công nhân. Để hoạt động trở lại, các doanh nghiệp phải đáp ứng quy định về an toàn phòng chống COVID-19, có khu ký túc xá cho công nhân ở tập trung, phương án đưa đón người lao động hay công nhân có xét nghiệm âm tính PCR 2 lần, trong đó lần gần nhất là một ngày trước khi quay lại nhà máy. Các doanh nghiệp cũng chia công nhân theo các nhóm từ 10 đến 16 người, gọi tên là tổ công nhân chống COVID-19. Các tổ này sẽ di chuyển chung phương tiện từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại, có chỗ ăn nghỉ riêng, ăn cơm theo ca, để hạn chế tiếp xúc với đông người, dễ dàng khoanh vùng, truy vết trong trường hợp xuất hiện các ca có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Ngày 30 tháng 5, chính quyền xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam xác nhận thông tin người dân địa phương vừa thả một chú hải cầu về lại với biển. Trước đó, khoảng 22 giờ tối 29 tháng 5, anh Nguyễn Như Dũng, 34 tuổi, ngụ thôn Tỉnh Thủy, xã Tam Thanh và một số ngư dân kéo lưới dọc bờ biển của thôn Tỉnh Thủy đã bất ngờ phát hiện một con hải cầu mắc lưới. Theo quan sát, con hải cầu này dài khoảng 1 mét, nặng khoảng 30 kg. Đáng chú ý, phần lưng phía sau đuôi có một vài vết thương. Các ngư dân sau đó đã thả con hải cầu này trở về với biển. Được biết, hải cầu là loài động vật quý hiếm thường sinh sống ở xứ lạnh. Việc loài này xuất hiện ở vùng biển Việt Nam là điều khá kỳ lạ. Tuy vậy, các ngư dân ở thành phố Tam Kỳ cho biết, dường như tại vùng biển ở tỉnh Quảng Nam có một vài con hải cầu sinh sống, lâu lâu ngư dân lại phát hiện hải cầu mắc lưới. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên hải cầu xuất hiện ở vùng biển Việt Nam. Trước đó, loài hải cầu cũng từng mắc lưới của ngư dân ở các tỉnh miền Trung như Ninh Thuận, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Theo các chuyên gia, hầu hết những con hải cầu này đều còn nhỏ, thuộc loại hải cầu đốm, tên khoa học là Focalaga, sống ở vùng biển xứ lạnh. Nhiều khả năng chúng bị lạc đàn rồi trôi dạt xuống vùng biển nhiệt đới ở miền trung Việt Nam. Bản tin trong nước tối 30 tháng 5 của DKN TV đến đây tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.